Chào các bạn và các em đã đến với kênh ông giáo Elok nhé. Hôm nay tiếp tục với môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm những bài tập trong bài luyện tập trang 29. Bây giờ chúng mình có thể mở sách lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống để cùng làm bài tập với thầy. Bài tập đầu tiên trong bài luyện tập trang 29 đó là bài 1, bài tập yêu cầu chúng ta A là tính. Ở đây có phép tính là 7 cộng 5. Và đây người ta đã dùng phương pháp tách số, và có một số người ta đã tách cho mình, còn một số dấu chấm hỏi là mình tự điền số vào, đúng không? Và còn bao nhiêu nữa mình cũng sẽ cộng vào và viết kết quả đằng sau dấu chấm hỏi này nhé. Bài B cũng tương tự giống như bài A, đó là phép tính 7 cộng 6. Ở đây người ta đã tách số 6, đúng không, ra thành 3 và một số nữa. Mình cần phải tìm xem 3 cộng với số nào thì thành 6, thì mình sẽ tách ra đây và tiếp tục lấy 7 cộng 3 thì bằng 10 và cộng với số còn lại, viết chúng ta sẽ viết vào ô dấu chấm hỏi. Và bây giờ chúng ta có thể dừng video và làm trong vòng 10 phút bài tập A và bài tập B này, sau đó cùng so sánh kết quả với kết quả của thầy. Sau khi làm xong rồi, chúng mình có thể so sánh với kết quả của thầy như sau. Ở đây là phép tính 7 cộng 5, đúng không? Người ta đã tách cho mình ra là số hạng thứ hai là 3 và một số nữa. Vậy 3 cộng với số nào để được 5 các em? Tách 3. 3 với số nào? Đúng rồi. 5 thì mình tách là 3 và 2, đúng không? 3 cộng với 2 sẽ bằng 5. Ở đây người ta đã tách số 3 cho mình vì 7 cộng 3 sẽ bằng 10, là số tròn trục, đúng không? Tiếp tục mình lấy 10 cộng với 10 cộng với 2. Như vậy 10 cộng với 2 sẽ bằng 12. Như vậy 7 cộng 5 sẽ bằng 12, đúng không? Rồi ở bài tập B, người ta cũng có phép tính 7 cộng 6 tương tự như thế, người ta cũng tách cho mình ở đây là có 3 rồi. Để 7 cộng 3 sẽ thành số tròn trục, đúng không? Như vậy còn một số nữa, 6 thì mình sẽ tách thành, đúng rồi, 3 cộng 3, đúng không? Rồi ở đây 7 cộng 3 sẽ bằng 10. Tiếp 10 cộng với bao nhiêu vậy các em? 10 cộng với, đúng rồi, 10 cộng với 3. Như vậy 10 cộng 3 sẽ bằng 10, 13. Và 7 cộng 6 bằng 10, 13. Bạn nào mà điền giống thầy thì đúng nhé. Bạn nào mà chưa hoàn thành, chúng mình có thể nghiên cứu và điền lại. Ở đây là phương pháp tách số, đúng không? Chúng mình đã học rồi. Bây giờ chúng mình sẽ sang bài tập 2. Bài tập 2A, đúng không? Bài tập 2A yêu cầu chúng ta là số. Ở đây có các số, số hạng thứ nhất, đúng không? Đây là số hạng thứ nhất. Đây là số hạng, số hạng hàng thứ hai đây, và một hàng tổng nữa, và một số tổng ở đây người ta là tính là bằng 10. 11 là lấy số hạng cộng số hạng, tức là lấy 7 cộng 4 sẽ bằng 11. Còn một số tổng người ta đặt dấu chấm hỏi là mình phải điền số vào, đúng không? Vậy muốn tính tổng thì mình sẽ lấy số hạng cộng với số hạng, như ở đây 7 cộng 4 bằng 11. Tương tự như thế, muốn tính tổng ở cột số 2 thì mình cũng sẽ lấy số hạng cộng số hạng, số hạng cộng số hạng, đúng không? Tương tự như thế. Bây giờ chúng ta sẽ dừng video và làm bài này trong vòng 10 phút, sau đó so sánh cùng với kết quả của thầy nhé. Sau khi làm xong, chúng mình có thể so sánh với kết quả của thầy như sau. Ở đây chúng ta thấy này, tổng tức là lấy 7 cộng với 4, đúng không? Số hạng cộng với số hạng thì thành tổng. Ở đây chúng mình sẽ lấy 7 cộng với 5. 7 cộng với 5 sẽ bằng bao nhiêu? Đúng rồi, 7 cộng 5 sẽ bằng 10, 12, đúng không? 7 cộng 6 sẽ bằng tương tự như thế, 13. 7 cộng 7 sẽ bằng 14. 7 cộng 8 bằng 15. Và 7 cộng 9 sẽ bằng 16, đúng không? Và thầy đã hoàn thành xong bài 2A. Chúng ta cùng so sánh với kết quả của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài B. Mai tách 14 que tính thành hai nhóm. Em hãy tìm số que tính ở nhóm 2 trong bảng sau. Mai có 14 que tính, đúng không? Mai đã tách ra nhóm thứ nhất thì gồm có 10, nhóm thứ hai
có nhóm thứ nhất gồm có 9, nhóm thứ hai chúng ta chưa biết, nhóm 1 là 8, nhóm thứ hai chúng ta chưa biết, nhóm thứ 1 là 7, nhóm thứ hai chúng ta chưa biết. Bây giờ chúng ta hãy lấy 14 que tính và tách cho thầy một nhóm 9 còn lại là bao nhiêu. Nhóm 1 là 9 rồi, nhóm 2 còn lại bao nhiêu? Và nhóm 1 là 8, nhóm 2 còn bao nhiêu? Nhóm 1 là 7, nhóm 2 còn lại bao nhiêu? Chúng mình hãy lấy que tính hoặc chấm tròn, chúng mình cùng tách cho thầy nhé. Sau khi tách xong, chúng mình sẽ đọc cùng với kết quả của thầy xem sao. Ở đây nhóm 1 là 4 rồi thì bạn tách nhóm 2 sẽ là, thầy xin lỗi, nhóm 1 là 10 rồi, bạn tách nhóm 2 sẽ là là 4. Như vậy 10 với 4 là 10, 14 đúng không? Nhóm thứ nhất chúng mình tách là 9 rồi thì nhóm thứ hai mình sẽ tách ra là số mấy? Để được 14. Đúng rồi, nhóm thứ hai mình sẽ phải là 9 cộng với 5 đúng không? Và nhóm thứ ba 8 cộng với nhóm thứ nhất là 8, nhóm thứ hai sẽ là 6 đúng không? Như vậy 8 với 6 sẽ là bằng 14. Nhóm thứ nhất sẽ là là 7, nhóm thứ hai cũng là 7 đúng không? Như vậy 7 cộng 7 sẽ bằng 10, 14 đúng không? Bạn nào có cùng nhóm tách với thầy thì rất là giỏi nhá. Bạn nào mà chưa tách kịp, chúng mình có thể nghiên cứu và tách cho đúng. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài tập 3. Bài tập 3 yêu cầu chúng ta là tính. Ở đây có 4 câu A, B, C và D. Ở đây có những phép tính người ta đã tách chặn cho mình, còn những phép tính người ta yêu cầu mình tự tách số đó ra đúng không? Và mình phải viết kết quả vào đằng sau dấu chấm tròn ở đây đúng không? Trước khi tách thì chúng mình sẽ biết được phép tính ở đây là 8 cộng 7 đúng không? Và 8 cộng 5, 8 cộng 8, 6 cộng 5. Thì mình sẽ tách như thế nào? Chúng ta nhớ là tách làm sao cho số đầu tiên nó về số tròn trục để chúng ta dễ cộng nhé. Bây giờ chúng ta có thể làm bài này trong vòng 15 phút. Sau đó chúng ta hãy so sánh với kết quả của thầy. Sau khi làm xong rồi chúng mình có thể so sánh với kết quả của thầy như sau. Ở đây phép tính A đúng không? Là tính 8 cộng 7. Đầu tiên thì người ta đã tách cho mình là 8 cộng 7 thì cho mình đã tách cho mình là thành 2 và một số nữa. Người ta tách số 2 thôi vì 8 cộng với 2 để thành số tròn tròn trục. Nhớ nhá, khi tách chúng ta phải nhẩm làm sao cho thành số tròn trục nhá. Ở đây là 7 thì gồm có tách ra thành đúng rồi, 2 cộng với 5 đúng không? Như vậy 8 cộng 2 sẽ bằng 10 rồi đúng không? 10 cộng 5 sẽ bằng 10, 15. Như vậy 8 cộng 7 sẽ bằng 10, 15 đúng không? Tiếp bài tập B đó là phép tính 8 cộng 5. Ở đây người ta cũng tách cho mình 5 thì thành một số 2 vì 8 cộng 2 để thành số tròn trục đúng không? Và một số nữa là 2 và đúng rồi, 2 cộng 3 thì sẽ bằng 5. Như vậy chúng mình sẽ nhẩm là 8 cộng 2 10 đúng không? 10 cộng 3 sẽ bằng 10, 13 và 8 cộng 5 bằng 10, 13. Và bài tập C ở đây là người ta không tách cho mình một số nào cả đúng không? Mình phải phải tự tách ra. Ở đây 8 cộng 8 thì mình sẽ tách thành số bao nhiêu các em? Số đầu tiên phải là 2 đúng không? Vì 2 với 8 là số tròn trục. Và 2 cộng với đúng rồi, 2 sẽ cộng với 6 cũng thế thành 8. Và 8 cộng 2 là 10, 10 cộng với 6 là 10, 16 đúng không? Ở đây cũng thế, 6 cộng với 5. Ở đây mình sẽ tách thành màu đỏ này, mình sẽ tách thành đúng rồi, mình sẽ tách thành số 4 đúng không? Vì 6 cộng 4 là thành 10. Như vậy 4 cộng với tách ra 5 thì người ta tách thành 4 với 1 đúng không? 4 với 1 là 5. Như vậy 6 cộng 4 cộng 1, 6 cộng 4 là 10, 10 cộng 1 là 11. Như vậy 6 cộng 5 sẽ bằng 11 đúng không? Khi tách chúng ta nhớ tách là thành số tròn trục nhé. Bạn nào có cùng kết quả với thầy thì là đúng. Bạn nào mà chưa hoàn thành chúng mình có thể nghiên cứu và làm lại nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập 4 yêu cầu chúng ta là số. Ở đây có 3 cột, 3 hàng ngang.
và có những cột đúng không? Ở đây là phép tính cộng này, chúng ta thấy dấu cộng ở đây đúng không? Và cột đầu tiên thầy thấy người ta đã cộng rồi đúng không? 8 cộng 3 bằng bằng 11 là thẳng cột với nhau luôn đúng không? Đây, thẳng cột. Và còn lại là sẽ tính 8 cộng 4 sẽ bằng bao nhiêu? 8 cộng 5 sẽ bằng bao nhiêu? 8 cộng 6 sẽ bằng bao nhiêu? 8 cộng 7 sẽ bằng bao nhiêu? Và 8 cộng 8 thì bằng 16, người ta đã làm rồi. Bây giờ chúng mình hãy dừng video và làm bài này trong vòng 5 phút cho thầy thôi nhé. Sau khi làm xong rồi, chúng mình có thể so sánh với kết quả của thầy như sau. Ở đây 8 cộng 3 thì bằng 10, 11. 8 cộng 4 sẽ bằng, à đúng rồi, 12. 8 cộng 5 sẽ bằng 13. 8 cộng 6 sẽ bằng 14. 8 cộng 7 bằng 15. Và 8 cộng 8 sẽ bằng 10, 16 đúng không? 11, 12, 13, 14, 15, 16 đúng không? 8 đây là 8 cộng với một số này. 8 hàng bên trên chúng ta thấy 8 hết. Còn chúng ta hàng bên dưới chúng ta 3, 4, 5, 6, 7 và xong phép cộng đúng không? Chúng mình cùng so sánh với kết quả của mình nhé. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm những bài toán 5, bài toán chạy. Bây giờ chúng ta thấy trong bức tranh thì có những bạn nhỏ đang xếp thành những hộp quà đúng không? Quần áo, hộp sách vở hoặc là hộp gì đấy đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đọc yêu cầu bài tập 5 một lần nhé. Để giúp đỡ các bạn học sinh vùng khó khăn, lớp em đã quyên góp được 8 thùng quần áo và 5 thùng sách vở. Hỏi cả quần áo và sách vở lớp em đã quyên góp được bao nhiêu thùng? Bây giờ chúng ta cùng đọc lại yêu cầu một lần nữa nhé. Sau khi đọc xong rồi thì bạn nào có thể cho thầy biết là bài toán cho chúng ta biết những gì rồi nào? Để giúp đỡ các bạn học sinh ở vùng khó khăn, lớp em đã quyên góp được bao nhiêu thùng quần áo? Đúng rồi, có 8 thùng quần áo đúng không? Và bao nhiêu thùng sách vở? Có 5 thùng sách vở đúng không? Và bài toán hỏi chúng ta điều gì? Hỏi cả quần áo và sách vở lớp em đã quyên góp được bao nhiêu thùng đúng không? Thì người ta hỏi là cả sách vở và quần áo thì được bao nhiêu thùng đúng không? Vậy chúng ta phải muốn biết được có bao nhiêu thùng, chúng mình phải làm phép tính gì? Trước khi làm phép tính thì chúng mình phải làm bài giải đúng không? Sau đó sẽ là phải lời giải đúng không? Lời giải thì chúng mình phải trả lời cho câu hỏi. Hỏi cả quần áo và sách vở lớp em đã quyên góp được bao nhiêu thùng đúng không? Hỏi người ta hỏi cái gì thì mình phải trả lời cái đấy đúng không? Thì mình sẽ trả lời là cả quần áo và sách vở các bạn quyên góp được số thùng là như vậy. Có 8 thùng quần áo và 5 thùng sách vở thì lớp em đã quyên góp được bao nhiêu thùng? Muốn biết được có tất cả bao nhiêu thùng, chúng mình phải làm phép tính gì? Đúng rồi, chúng mình phải làm phép tính cộng. Ở đây chúng ta phải cộng với nhau đúng không? Chúng ta phải lấy 8 thùng cộng với 5 thùng. 8 cộng 5 sẽ bằng 13, và đơn vị là thùng, đóng ngoặc, mở ngoặc. Xong đó là đáp số đúng không? Đáp số sẽ là 13, 13 thùng. Thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta làm xong bài tập 5 nhé. Thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta làm bài luyện tập trang 29 sách lớp 2 bộ sách kết nối tri thức và cuộc sống. Bạn nào thấy hay like, chia sẻ, ủng hộ ông giáo để ông giáo ra những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.